Dương Lễ Lưu Bình chứ thăm giao tri kỳ nặng tình cùng nhau. Họ Dương kinh sự chuốc trao, lại kinh ứng thi chiếm ngao đầu hiền dinh. Lưu Bình đã rửa thân bán nhà đang cửa đến tìm bạn thân. Dạ bẩm thượng quan. Dạ. Có một gã ăn mày lang thang nói đến tự xưng là Lưu Bình, muốn vào gặp thượng quan. Cho vô thượng quan. Chị à? Nhà ngươi là Lưu Bình đó hả? Ta là Lưu Bình đấy. Nhà ngươi là Lưu Bình, nhưng mà ta không quen biết tên Lưu Bình nào cả. Quân Hầu. Dạ. Hãy dọn cho hắn một trái cà thiếu và một tô cơm hầm. Mở Dương Lễ. Có ta. Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống biết đông sang, ta sợ mi lạnh cho áo hầu cừu mặc ngoài lúa gấm để cho mi an tâm lo bề học dân, ta tặng riêng ơi riêng một thư phòng. Người kể ơn đó hả? Giỏi. Sao? Ta khen mi kéo và vui ra loạn, ta phục mi cái biệt mày khỏi cái nấu sự, cái bản hổ danh đề mi dỗ cánh bay cao. Thưa thượng quan, thằng này đối với thượng quan chí tình chí nghĩa, nó tan nhà nát cửa buộc lòng phải lết đầu rào giả thượng quan. Hỏi ơi cái nghĩa kim bằng gì được sắm bằng một trái cà thiêu và một tô cơm mắm. Dạ cảm ơn tía. Ơn nghĩa, ơn nghĩa gì mà mi kể? Thử của mi học hành, trí óc của mi còn bì được ta chăng? Còn cơm đó mi ăn không ăn bì tì cái gió. Nghe chưa? Chào vui. Bơ Lưu Huynh, Lưu Huynh ơi, lòng của đệ chỉ có đất trời chứng giam. Đệ muốn nhờ trái cà thiêu và tô cơm hầm để gửi Lưu Huynh vào cửa không sân trình. Châu Long hiền thế Dương Lễ ta được như ngày nay nhờ ơn tái tạo Lưu Bình. Ta cố giấu trong lòng Lưu Huynh một mối oán hờn. Nàng, nàng hãy thay ta tặng cho người một tia hy vọng. Nếu Lưu Huynh ta được nàng kề cận, chắc dễ dàng lên tột đỉnh thang mây. Châu Long ơi, Tào Khang chi thế là đạo trọng, còn cái nghĩa kim bằng bằng tiện chi giao mà khá giống. Em uống nghe. Quan cấp đầu là anh Sáu hả? Người đời ai nhớ chăng? Quan cấp đầu là ấy, chuyện xưa đâm xa xưa. Tất đâu là đồ là đàn châu lông đã vượt qua, đàn châu lông đã bao hôm cho nhau. Quan cấp đầu là cô đàn che tơ bát tơ, quan cấp đầu là cô đàn vui bên ta cơ. Tình tao đã đầu từ xưa dân kia là thế, tình tao đã kia chân mấy ai đời đây, tình tao đã bán xuống, bán xuống đi. Lẹn năm xưa Lưu
bình tôi còn nhớ mãi. Lỡ bình tôi đã danh đề bản hộ, có xứng được cùng ai kết nghĩa châu trần. Sao lạ kìa, tôi bám cùng ta dẫn qua đoạn không tình mở tình mà nghe là đi rồi ta cô độc nơi đình công danh. Suốt đời này Lưu Bình làm sao tìm gặp Châu Long một Dương Lễ. Ta gặp đi trước con mong ta sẽ mắc vào mặt ngươi cho hả giận. Đối với ta có xa gì giải thoát qua hè bạc nhà. Học hay không là do trí của Lưu Bình. Dừng kêu lại đây, Dương Lễ đâu rồi? Ở kìa Lưu huynh. Khoa cười sao? Còn ai, ai đứng cạnh bên ngươi đó? Thưa hiền huynh, tiện nổi đích thị là Châu Long. Châu Long? Phải. Trời ơi, Châu Tiểu Thôn. Dừng thiếp đích thị là Châu Long, chân định trọng lo cho hiền huynh ăn học. Hiền huynh có nhớ chăng trong những ngày buồn vui, thiếp thường quyến xuân quyến mưa, chạm chưa thấy đồ mình chưa đồng phòng. Thôi, ta đã hiểu rồi. Lưu Bình này xin đế đầu bái tả tâm tình của Dương Lễ và đại nghĩa Châu Long. Cho đến giây phút sau cùng tôi vẫn là hòn soi nhỏ nằm bên cạnh non cao. Bây giờ hiền huynh có hiểu được tấm lòng của đệ hay ta chưa? Ta hiểu rồi. Dương Lễ đúng là người bạn thân giao của Lưu Bình. Đại huynh hiền đệ. Hết. Dạ con cảm ơn rất nhiều những tấm chân tình dạ, của ba ơn. Mẹ. Dạ, dạ cảm ơn rất nhiều. Bài thơ năm cũ đông rồi, cho tôi ôm lại những ngày âu. Tại sao người ta không nói thẳng với tôi là tôi bệnh phong cùi mà đưa dây xe kịp cho Mai Đình đem đến cho tôi? Tại sao? Anh tại sao? Anh Chí ơi, kể từ hôm nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh trọn đời sẵn sống mơ thương yêu, buồn vui năm tháng em sẽ tìm thấy ở nơi anh. Mai Đình em sẽ về lại quê hương mà làm thơ ca vùng trắng già. Từ lâu em mong đợi một
người anh mang ơn son nghĩa nợ. Anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Anh Trí Mai Đình, em hờn trách anh lắm phải không? Phải mà anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời con gái. Em đừng hờn, đừng trách nghe mai đừng. Từ quý nhân vào đây, em chỉ mang theo có một món quà nhỏ nhỏ. Đó là tên của mẹ cha, để anh công bờ nói gì, đừng nói gì nữa mà Mai Đình ơi. Anh Trí, hãy quên anh đi. Mười mấy năm rồi em mới tìm được một niềm vui nhỏ nhỏ. Em đang đứng cạnh ở bên anh đây, anh Trí. Mai Đình ơi, đừng nói gì nữa cả. Đầy đủ lắm rồi cuộc tao ngủ quá. Mặt tử chỉ là một bức danh, người đời đã bỏ quên khi buồn thơ anh đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần tranh sáng, thì anh là phế nhân của kiếp sống tật nguyền. Bất diệt là tên nguyện trọng tri quanh, người đời đã bỏ quên em giàu hồn trên đất gì. Ngày xưa em đợi em chờ thật sự, bây giờ anh nói yêu em. Anh Trí. Tôi sẽ cùng chung một chuyến tàu, nhưng có lẽ chúng ta không cùng chung đêm đơn. Tôi sẽ dừng lại một sân ga cuộc đời trong tâm sự thương đau. Chỉ có một người không ai biết ai quen, không ai làm tôi khổ, và tôi cũng không gieo khổ cho con tàu quay trở lại. Vì tàu đến rồi đi, để sân ga cô độc đất muôn đời.
nếu lá vàng không rơi rụng thì nhân gian đâu biết được thu gì. Có ai đợi chờ đâu mà giữ vẹn câu thề, rồi chốt vùi bao mong ước khi cuộc đời còn phơi phới tuổi xuân. Em ơi, làm mặt nước hồ thu mọi đồ tranh về, ngã nghiêng soi bóng. Nếu không đợi trăng xưa để ru từng con sông thì biết đợi gì đây, khi vạn kỳ nhân gian chỉ là một anh chân buồn. Tôi đâu mong giữ lại dầm trắng cho nhân thế dân sầu, tôi không dám nhận mình có trái tim cao thượng để chung vui cùng niềm hạnh phúc với người. Tôi đã chọn cho mình một khoảng trống cô liêu đem thác dòng tuổi xuân gieo theo từng con sông, vì người tôi yêu chưa tìm ra hạnh phúc thì tôi biết lấy gì đây thu trọn giấc mơ đời. Nếu điều đó làm cho em vui thì tôi sẽ không bao giờ khuyên em nữa, miễn sao em thấy hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi. Em ơi, dù hoàn cảnh có ra sao thì anh vẫn là người tình bị phụ, nhưng không có người tình bị phụ nào lại bỏ rơi người mình. Anh ra đi là để cho em có thời gian nhìn lại cuộc đời mà suy nghĩ, chứ cuộc đời anh đã chịu nhiều tâm tôi nó đeo đằng bên mình như định mệnh nghiệp cay. Cho dù hôm nay hay nhiều năm sau nữa, tôi vẫn yêu em yêu đến trọn cuộc đời. Thay vì là người bạn đồng hành thì tôi xin làm người ơi. Xin thay mặt nghệ sĩ trẻ Huệ Nam xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bình ơi, vô biết rằng bèo ấp rồi ta người gần nhau chỉ để rồi chia biệt. Đời em như chiếc thuyền con đang gặp cơn sóng dữ buồn trôi. Hãy subscribe.
lại thấy.